Xét tiếp cái ví dụ về đạo hàm và cái giá trị cận biên thì chúng ta có cái ví dụ này, tức là cho hàm sản xuất ngắn hạn Q bằng 30 căn bậc 2 của L, tìm hàm sản phẩm cận biên của lao động. Thì cái hàm sản phẩm cận biên của lao động á, thì nó sẽ ký hiệu là MBL tại mức L0 bằng 144. Nếu L tăng thêm một đơn vị, hỏi sản lượng nó sẽ thay đổi bao nhiêu đơn vị. Thì ở cái bài này thì chúng ta phải tính cái đạo hàm của cái hàm Q này theo biến L, tức là câu A. Thì chúng ta sẽ tính đạo hàm của thằng này, tức là cái hàm này mình ký hiệu nó là MBL, thì nó sẽ bằng Q phẩy mà theo biến L. Thì cái hàm này thì chỗ này nó là 30 nhân căn bậc 2 của L, như vậy thì ở đây mình đạo hàm đó thì mình sẽ được số 30, hay hàng số 30 ra ngoài. Còn căn bậc 2 của L đó thì nó bằng 1 chia cho 2 lần căn bậc 2 của L. Yeah. Thì lúc này đó thì mình lấy 30 mà chia cho 2 thì nó còn 15, thì nó 15 chia cho căn bậc 2 của L. Và trong trường hợp này đó thì L nó phải là cái số dương mới được. L nó nếu mà bằng 0 thì không được. Đây thì đây là hàm sản phẩm cận biên của lao động. Rồi còn câu B, nó nói là tại L0 bằng 144, nếu L tăng thêm một đơn vị thì sản lượng sẽ thay đổi như thế nào? Tức là chúng ta phải tính cái giá trị cận biên tại cái điểm L0, tức là giá trị cận biên tại cái điểm 144. L0 là 144, mình thế vô đây, thế vô cái hàm này thì lúc này nó sẽ bằng 15 và chia cho căn 144. Căn 144 là ra 12 đúng không? Thì nó là 15 phần 12. 15 phần 12 thì nó bằng 1,25. Cái này thì nếu mà chúng ta không có gạch chấm nhẩm thì chúng ta có thể bấm máy tính ha. 15 chia cho 12 1,25. Thì tới đây thì chúng ta sẽ nêu ý nghĩa, tức là nghĩa là tại cái mức lao động tại cái L0 bằng 144, nếu lao động là cái L này nè, nó tăng thêm một đơn vị, tăng thêm một đơn vị thì cái sản lượng nó sẽ tăng và xấp xỉ 1,25 đơn vị. Đơn vị này là đơn vị của sản lượng, còn đơn vị ở trên đó là đơn vị của lao động. Đây, thì đấy là cái ví dụ 12 trong cái bài liên quan đến cái giá trị cận biên.